Chiều 19 tháng 2, Công an huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối với ông TVT, 53 tuổi, trú tại làng Cao Sơn, xã Tơ Tung, huyện Cờ Bang, về hành vi trồng trái phép cây thuốc viện. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Cờ Bang phát hiện tại vườn rau nhà ông TVT đang trồng nhiều cây thảo mộc, nghi vấn là cây thuốc viện. Lực lượng chức năng Công an huyện Cờ Bang đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và phát hiện 485 cây thuốc viện được ông TVT trồng trái phép trong vườn. Thời điểm kiểm tra, số cây thuốc viện được ông TVT chia thành nhiều luống để trồng như rau. Vườn cây cao chừng 60-80cm, đang cho hoa và quả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông TVT, Công an huyện Cờ Bang tiếp tục phát hiện 3 hộp nhựa có chứa chất trắng màu đen. Tại cơ quan công an, ông TVT khai số chất trắng màu đen trong 3 hộp nhựa là nhựa cây thuốc viện. Mục đích của ông TVT trồng số cây thuốc viện kia là để sử dụng cá nhân. Công an huyện Cờ Bang đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật. Bên cạnh đó, đang chờ kết quả giám định số tang vật trên để có bước xử lý tiếp theo.